Đây là bài Hình Bóng Quê Nhà, mình đã chuyển soạn cho Sao Trúc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm mang đậm chất miền Nam, chất dân ca Nam Bộ rất hay. Đó, bài này thì chúng ta chú ý là có nốt si giáng. Đó, còn nốt mi trong bài này đúng ra phải giáng xuống, nhưng chất liệu Nam Bộ thì người ta lại hoàn trả lại nốt mi bình thường, tức là chỉ có nốt si giáng thôi. Nhưng mà giọng son thứ thì bắt buộc phải có mi và si giáng. Đó. Nhưng bài này ta không phải giáng nước mi xuống. Sau đây sẽ là câu đầu tiên. Son re do si si. Đó. Đó. Nốt son các bạn thổi thẳng, re các bạn lấy rền. Son re do si si. Tiếp. Và son, son thì các bạn lấy. Đó, son các bạn lấy. Son, si, re. Tiếp. Re, do, si, son, si, son. Đó, nốt re ta lấy. Tiếp, son, rể, son, si, đô, son, rể, son, si, si, đô. Son, rể, thì các bạn nốt rể này các bạn luyến từ nốt mi xuống. Son, si, si, đô. Tiếp. Re mi re si do. Re 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 mi. Đó. Re re mi. Re re mi re si si do. Đó. Những cái bài chất liệu dân gian, đậm chất liệu dân gian như này thì nó rất nhiều những cái ngón. Đó, và có nhiều cái cách thể hiện khác nhau. Khi mà mình chỉ cho các bạn thì nó chỉ được khoảng 80% như cái demo của mình đã làm thôi. Chứ còn trong cái demo của mình làm thì mình đôi khi nó lại theo cảm hứng, theo cảm xúc. Đó. Nhưng về cơ bản thì mình sẽ chỉ cố gắng chỉ các bạn nhiều nhất. Tiếp. Re, re, mi, re, si, si, do, re, son, do, re. Tiếp. Fa 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 thì các bạn thổi nốt fa đầu tiên luyến từ nốt re lên. Đó, nốt fa thứ ba thì lấy. Đó. Fa 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 son re son si fa thổi bình thường. Son fa re fa son fa son, nốt son đầu tiên này các bạn lấy luôn. Nốt son bên trên cũng vậy. Nốt son tiếp theo là son và son. Tiếp. Mi, re, son, si, do, re. Nốt mi này các bạn luyến từ nốt son xuống. Đó, và nốt re cuối cùng thì luyến từ nốt đô lên. La đô la son fa re re đô si son. La đô la son fa. Nốt fa này thì fa son fa. La đô la son fa son fa. Re thì luyến từ nốt đô lên. Fa la đô la son fa re đô re đô si son. Rẽ luyến từ nốt đô lên và lấy rền đi xuống. Đó. Câu tiếp theo thì giống y hệt câu này. Đoạn tiếp theo giống y hệt đoạn 1, không khác gì cả.
mình sẽ thổi luôn. Tiếp rê đô si son 2 3 4 5, các bạn nghỉ 5 phách. La đô la son ta về rê đô si son 2 3 4 5, và ta vào từ số 6 đó, ta về rê đô si son 2 3 4 5, và số 6 là son rê si đô. Nốt rê các bạn đến từ mi xuống. Đó, nốt đô này cũng gần 3 phách, đoạn này nhịp phách hơi khó nên mình sẽ chỉ kỹ cho các bạn. Son mi rê si đô 2 3. Các bạn đến như vậy. Son mi rê ti 2 3 rê mi mi rê son si si đô 2 3. Cũng như vậy. Đó. Khi bạn đếm 2 3 rồi các bạn phải thổi luôn, bởi vì đoạn này nó hơi giật. Son mi re si do 2 re mi mi re son si si do 2 re đó, do si son do re. Fa re son si fa son 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 fa re. Nốt fa thì các bạn luyện lên nốt son nha. Son 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 fa re. Đó, cả câu. Từ đầu đoạn điệp khúc này nha. Nốt rê này cũng gần 3 phách. Rê 2 3. Các bạn phải đếm từ 2, bởi vì bản thân cái nốt nhạc vang lên nó đã chính là số 1 rồi. Rê 2 3. Rê đô rê son. Rê đô rê và lấy lên xuống đô. Nó son thì thổi cho nó rê lên. Đó, nốt này cũng 3 phách. Rê đô rê son 2 3. Tiếp son fa son son fa son rê son. Đó, son fa son rê son. Son lấy xuống pha, lấy rê. Tiếp si rê son mi rê đô rê đô. Đó, son si đô rê. Nốt rê cuối cùng thổi cho nó đô lên. Tiếp rê la đô rê. Đô rê 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 fa son fa son. Đó là toàn bộ cả bài. Cái đoạn kết thì ta chỉ thổi lại cái câu này thôi. Toàn bộ bài hình bóng quê nhà. Chúc
các bạn sớm hoàn thành cái bài này và quay lên đăng lên YouTube và chia sẻ lên trên kênh Dạy Sáo Trúc của mình để chúng ta cùng học tập, rút kinh nghiệm.